Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại thăm bé Nhân. Bé Nhân thì mắc căn bệnh đó gọi là thốt bị rốn đúng không chị? Dẫn đến là hiện giờ cái bụng của cháu này mọi người, nó rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Này ruột, gan, tim hầu như là đều nằm bên ngoài hết à. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 và mình đang chuẩn bị đi công tác, nhưng mà mình nhận được một cái thông tin. Mình phải tức tốc sang nhà bé Nhân để xác minh cũng như là biết rõ thực hư câu chuyện như thế nào. Mình thấy có một bài viết ở trên mạng xã hội á, là lấy nội dung của mình đăng tải, và trong đó thì có số điện thoại của bé Nhân. Chẳng hạn như là mình xin thông tin đọc cho mọi người được rõ bài viết này như thế nào nha. Bài viết này nêu rõ nội dung là cần trợ giúp và cứu bé nội tạng nằm bên ngoài. Đó là bé Thiện Nhân hơn 2 tuổi và sinh ra thì mắc căn bệnh thối vị rốn. Và trên bài viết này thì có đăng tải địa chỉ của gia đình, đó là số 207/11/19 đường Lạc Long Quân, quận 11. Và số điện thoại của bé Nhân. Anh tên gì anh? Anh Thiện. Anh xác minh giùm em thử cái số điện thoại này phải của anh không? 0796853075. Dạ không. Và bài viết này thì có một cái fanpage chứ không phải là một Facebook cá nhân, có tên là Bác sĩ Thắng. Và cuối bài viết thì đề nghị là ai ủng hộ giúp đỡ thì chuyển khoản trực tiếp ở một cái số tài khoản có tên người đứng số tài khoản, đó là Trần Thị Thủy, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh ở tại Hà Tĩnh. Anh xác minh giùm em thử cái số tài khoản ngân hàng này là của ai, phải gia đình mình không ạ? Em đâu có xài thẻ ngân hàng đâu mà có số tài khoản. Như vậy thì mình thấy trên bài viết này thì có đăng tải tấm hình của bé Nhân. Thì tấm hình này là ai chụp anh? Tấm hình này chắc lấy cho bên mấy cái bài của mấy anh đăng đầu tiên. Như vậy thì không phải là bác sĩ Thắng là chưa đến gia đình mình một lần nào? Dạ chưa. Chưa đúng không anh? Vị trí chụp là hình như là anh nằm trên cái ngay đây luôn. Và tấm ảnh này thì lấy lại từ một người thân của gia đình bé Thiện Nhân đăng tải trên mạng. Và số tài khoản này cũng không phải là số tài khoản của gia đình của bé Nhân. Một cái người đứng tên là Trần Thị Thủy nằm đâu ở Hà Tĩnh á, chứ không phải là ở Sài Gòn. Nếu như gia đình của bé thì anh có bà con nào ở Hà Tĩnh không ạ? Dạ không. Trên bài viết này thì em thấy có người chuyển khoản nè, cho số tài khoản này 200 nè, có người chuyển khoản 2 triệu nữa. Thì có một cái comment bình luận lại, đó là mọi người đừng vô tâm, hãy ủng hộ giúp đỡ cho bé Thiện Nhân, xin vui lòng chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đó. Và người này thì cũng nói là nếu mà muốn biết rõ thì vào YouTube của Phong Bụi để xác minh. Tài khoản này tên là Bác sĩ Thắng. Thì không biết từ đó đến giờ thì có ai gọi điện thoại anh và nói là bác sĩ Thắng gọi cho anh không ạ? Dạ có, mới bữa nhắn tin trên Zalo thì chúng kêu em gửi hình, nhưng mà khi chụp hình mới nhưng mà em không có chụp gửi qua, nên là rồi anh nãy mới gọi cho em nói có số Mạnh Thường Quân cũng chuyển tiền thì kêu em chiều chụp hình bé này gửi qua cho cái người đó, mà chưa có xác minh được là sao nên không dám gửi. Nhưng mà em, cái người gọi xưng là bác sĩ Thắng đó, anh đó thì ảnh giọng bao nhiêu tuổi, khoảng nghe giọng thì anh ước chừng là khoảng bao nhiêu tuổi và người quê ở đâu? Thì nói chung ra thì chỉ biết là giọng miền ngoài thôi chứ còn không gần lắm, cũng không biết lắm đúng không anh? Yeah. Và bác sĩ, người mà xưng bác sĩ Thắng này thì có xin địa chỉ của cụ thể của mình và có nói là sẽ tìm cách chuyển những cái món quà của các mạnh thường quân chuyển khoản cho bác sĩ Thắng không ạ? Thì cũng không có gành nữa, thì hồi nãy cũng có gọi cho em đó thì nói có một số mạnh thường quân góp được một số tiền, không, hồi nãy nói nghe không chính xác, thì kêu em chiều lên Zalo nhắn tin gửi chụp hình bé gửi qua để người đó kêu lấy kêu gọi nguyên góp ủng hộ gì đó. Mà em thấy nó kỳ kỳ từ bữa đầu tiên rồi cho nên là em không có chụp hình của bé gửi qua. Lẽ từ hôm khi mà em quay clip lên á thì không biết là có ai đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mình, ngoài việc là những lần em gửi tiền cho mình thì có ai liên hệ trực tiếp và chuyển khoản trực tiếp cho mình chưa chị? Dạ có.
mấy cô mà bên coi clip của anh Phong Bụi, cô đó mới nói là để cô nó gửi cho bé 100 đô USD. Dạ, có một cô cô đó cũng nói là cô đang coi ở clip của Phong Bụi luôn, là cô đó gửi cho bé 500. Dạ. Rồi có những nhiều cô nó coi clip của anh Phong Bụi, rồi cô đó nói sinh ngày tháng năm sinh với ngày hàng nhóm này đi vô mổ, cô đó sẽ tài trợ và gỡ tiền cho, kêu cô đó nói là nó mốt gỡ cho cô đó cái số tài khoản. Thì hôm nay thì từ cái hôm trước em gặp chị thì em chuyển cái món quà của các mạnh thường quân là bao nhiêu tiền ta? Là 7,7 triệu. Thì hôm nay thì cũng có thêm được 6,8 triệu nữa. Thì em tính là để gom gần Tết thì em tới thăm gia đình mình luôn. Nhưng mà hôm nay thì có cái chuyện xảy ra như vậy thì em ghé luôn. Thì em cũng thông tin cho mọi người được biết, các mạnh thường quân yên lòng hơn. Em nhận được cái số tiền được 6,8 triệu từ hôm em gặp chị đến hôm nay. Trước hết là chị Thơ ở quận 12 gửi 300, chị Nguyễn Thị Kiều Linh 500, một người chuyển khoản vào ngày 28 tháng 12 100, Phạm Đức Tâm Chanh 1 triệu, một người ẩn danh vào ngày 29 tháng 12 300, Phạm Thị Tuyết Nhung 300, một người chuyển vào ngày 30 tháng 12 500, Nguyễn Văn Công 200, một người chuyển vào ngày 23 tháng 12 không nói tên 500, Facebook Nga Đàm 1 triệu, Phạm Thị Ngọc Quy 200, Trú Hảo 1 triệu rưỡi, Võ Bích Ngân 100, Phương Phạm 300. Tổng số tiền mọi người thời gian qua thì đóng góp thêm được 6,8 triệu. Và sức khỏe của bé Nhân thì chắc có lẽ nếu mà mổ thì cũng phải sang năm nữa. Khi mà đảm bảo sức khỏe bé hơn 3 tuổi thì bác sĩ mới cho phép mổ. Và số tiền này thì gia đình sẽ để dành để khi mà điều trị chi phí. Mới cơm xong nghịch dữ à con? Ngay thời điểm bây giờ thì em cũng chưa biết là cái thông tin đó là có phải là giả hay là như thế nào hay không. Nhưng mà em cũng phải cẩn trọng, tại vì lúc trước em cũng đã từng bị rất là nhiều người mạo danh clip em, mạo danh tên em, mạo danh nội dung của em, sau đó thì cũng lừa đảo rất là nhiều người. Và em rất là khó chịu cái việc mà trục lợi trên cái lòng thương của người khác. Thì bản thân anh thì cố gắng, cái gì mà có thông tin mới thì cứ cho em biết được nha. Dạ, có gì anh xác thực lại giùm chứ, để em cũng mấy cái vụ này thì không biết là người nào là thiệt, người nào giả, thì em cũng không có gành đâu. Xin hình ảnh của bé mà kêu em chụp hình ảnh của bé mà hình mới nhất. Thì lúc đó tại sao anh lại phân vân lại không gửi hình nè? Thì em mới nói là để em chia sẻ cái link trên cái YouTube của anh Phong cho. Thì em mới chia sẻ cái link trên YouTube á. Thì người đó có phản hồi gì không anh? Thì mới cũng mới kêu là cũng coi xong rồi cũng kêu là chụp hình bé gửi qua. Nhưng mà em nói là em đang đi làm, em không có ở nhà. Mà thật sự là đang đi làm không có ở nhà. Là hôm đó thì mình đi làm. Dạ, rồi qua sáng hôm sau cũng có nhắn tin, cũng kêu em chụp hình bé gửi qua. Em không có trả lời. Không phải em không trả lời, mà mấy đứa nhỏ nó lấy điện thoại nó chơi xong rồi nó bấm tin nhắn rồi cũng không thấy. Thì hôm nay, sáng nay thì mới gọi cho em hồi nãy. Mình nói chiều chụp hình bé gửi qua. Bây giờ anh gọi giùm em lại thử một lần nữa, thử tình hình như thế nào nha. Anh lấy giùm gọi điện thoại. Em thì cũng muốn xác minh cho nó rõ ràng để không biết là người nào thiệt tình, người nào giả dối hay không. Kẹo sô cô la ngon quá hả? Hả con? Kẹo sô cô la ngon quá mẹ. Chú hỏi kìa, phải không? Hỏi Vi đúng không? Mở máy. Mở máy. Mấy ngày Tết đây là quần áo chị mua cho cháu chưa? Mới mua mấy bộ. Nhưng mà đồ của cháu có đặc biệt gì so với những cái đồ bạn trẻ khác không? Bạn nhỏ khác không? Lớn hơn. Dạ, em phải mua bự hơn. Size bự hơn. Dạ, bự. Tại vì khi mà đi chơi Tết thì chị có dẫn cháu đi đâu chơi xa không? Hay là? Dạ không, chỉ gần đây thôi. Dạ em mới dẫn đi xa được. Mỗi lần mà thấy bụng của cháu là em không dám đụng á. Thương mẹ nhiều, ngồi xuống đi chị. Thương mẹ nhiều hả? Có thương ba không con? Nhăn. Thương ba nhiều không?
thường ạ. Vì vậy thì qua clip này mình cũng khuyên, cũng khuyên thì cứ trước hết muốn chuyển khoản cho ai hoặc là muốn giúp đỡ cho ai thì cứ liên hệ trực tiếp người nhà. Mình cũng không muốn là thông qua trung gian. Ngay cả các clip của mình khi mà mình quay thì mình đăng tải thì mình hoàn toàn đều hiển thị số điện thoại của gia đình hết à. Một mực thì mình rất là mong là mọi người gửi trực tiếp cho gia đình. Nếu mà gửi trung gian qua mình thì cũng rất là tốn thời gian và tốn sức nữa. Hôm nay thì mình cũng vừa mới đọc danh sách của các mạnh thường quân giúp đỡ. Thì trước mắt thì em xin chuyển cho gia đình cái số tiền là 6.8 triệu để cho gia đình chuẩn bị Tết, ăn Tết rồi cũng vui vẻ hơn. Dạ, cảm ơn Phong với cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho bé nhà em. Cũng biết nói nhiều hơn về cảm ơn. Này cũng nói rõ cho mọi người được biết là không phải là gia đình khá giả gì đâu. Chị thì ở nhà nuôi cháu, anh thì đi làm giữ xe cho một cái quán ốc bên đường Vĩnh Khánh, đúng không ạ? Dạ. Ở bên quận 4. Lương anh bao nhiêu ạ? Dạ, được 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Còn cái căn nhà này là căn nhà của ông bà để lại. Và trước khi mà bước vào trong nhà này thì mình phải đi qua rất là nhiều phòng. Và ở đây thì tới mười mấy, bao nhiêu hộ ở, bao nhiêu người thành viên trong căn nhà này? Tính hết luôn chắc ba mươi mấy bốn chục người á. Một căn nhà đó nhỏ ba mấy bốn chục người, mỗi buổi tối thì mọi người nằm sắp lớp như ca mô vậy nè, nằm chật. Ban ngày thì em nằm ngoài hành lang mà đó ngủ đó, tới chiều đi làm, còn ban đêm thì mới lên trên gác ngủ. Trên gác này thì mái tôn cho nên nóng lắm. Đó dạ. Còn phòng dưới này là phòng của ai vậy? Này thì ở dưới này thì ba với mẹ vợ ngủ ở đây. Ba mươi mấy người ngủ trong một căn nhà diện tích rất là nhỏ. Nói vậy để mọi người được khỏi hiểu lầm là nói sao mà ở Sài Gòn cả nhà. Đây là nhà ông bà để lại đúng không anh? Nhà của bà nội. Bà nội để lại. Bên nội vợ, nội vợ. Một cái linh tính mình phải cẩn trọng để quay clip này. Chắc không phải sớm đăng tải. Đến thời điểm bây giờ thì vẫn chưa kết luận rằng là bác sĩ Thắng là người như thế nào, phải là bác sĩ thật, đang quyên góp thật hay không. Nhưng mà mình cũng phải đăng tải. Nếu mà bác sĩ Thắng mà thật sự như vậy thì hy vọng rằng là chuyển khoản đến gia đình để gia đình đón nhận cái món quà khác, món quà thật tâm. Và mình cũng đã từng bị cho nên mình phải cẩn trọng đăng tải sớm. Cũng hy vọng rằng là nếu mà mọi người có liên hệ gia đình thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mà mình hiển thị ở trên clip. Đó là số điện thoại của mẹ của bé Nhân. Sô-cô-la ngon quá ha. Để một lần nữa thì mình gọi thêm lần nữa cho chắc ăn đây. Anh gọi giùm em cái số điện thoại của bác sĩ Thắng. Sợ là lấy cái hình cũ á. Cũng mà bên chỗ quán chồng em làm á, là cái hình đó là hình đầu tiên á chụp á. Là mình mới có số chồng em. Còn số của em mà chỉ có trên clip của anh Phong Bụi thôi. Dạ. Dạ. Số điện thoại mà đang trên clip là không phải là số điện thoại của ba bé Nhân, cũng không phải là số mẹ bé Nhân. Một cái số xa lạ. Và số tài khoản cũng là một cái số mà nằm đâu ở Hà Tĩnh á. Thông tin nằm Hà Tĩnh và fanpage thì lại rất là ảo. Không thực sự chính xác lắm. Bản thân anh thì khi mà nghe những cái thông tin này thì anh có những cái tâm tư gì không? Tại vì lúc đầu nếu mà cái này thì em cũng không phải là cái gì cũng tự mình suy nghĩ thôi. Thì lúc đầu em chia sẻ cái link trên YouTube của cái kênh anh á, thì nếu như đúng là một người mà nhà mạnh thường quân á thì người ta sẽ không có cần yêu cầu mình chụp hình bé, hình của bé để mà gửi qua. Khi mà yêu cầu em chụp hình bé gửi qua mà hình với nội dung là hình là phải là mới nhất, mới hơn tất cả các hình đăng trên các bài viết trên mạng, thì em mới nói sao kỳ vậy? Bình thường mấy người kia người ta lại người ta hỏi, mình cũng chia sẻ cái link trên YouTube cho người ta coi, người ta hài lòng người ta đi về, sao cứ bắt mình chụp hình hoài. Thì em cũng lơ, em cũng không có chụp hình gửi qua tấm nào hết á. Thì cái cũng có gửi qua cho em một số hình ảnh là có người tài trợ cho những hoàn cảnh khác này kia. Cũng nói là quyên góp để mà hỗ trợ nhiều người lắm rồi, đừng có cứ gửi qua hình qua đi. Mà em không có gửi, cũng lại linh tính nhắc nhở hay sao nên em không có gửi hình.
chỉ chia sẻ cái link trên YouTube thôi. Dạ, thôi thì mình cũng hiểu rõ hơn những cái chia sẻ của em và những chia sẻ của anh thì chắc mọi người cũng biết hơn. Thì hôm nay cũng ghé thăm gia đình để, coi như là muốn quà em chuyển sớm để cho gia đình mình lo Tết sớm hơn. Dạ. Nhá, ăn sô cô la ngon không con? Ngon. Nhiều ăn ngon quá. Rồi chú ghé chú chơi rồi hôm nào qua Tết chú ghé nha. Nha. Đợt này quen rồi cho nên là nghịch hơn cho mấy bữa trước là ngồi im ru à.